Bóng đá có nhiều câu chuyện độc lạ, nhưng trường hợp thủ môn Bùi Tấn Trường trở lại tuyển Việt Nam là khó tin nhất. Từ đồ bỏ. Không quá khi cho rằng thủ môn Bùi Tấn Trường từng trở thành đồ bỏ ở V-League. Đúng hơn là hết thời để chơi bóng đá đỉnh cao vì có nhiều thông tin không vui như thường xuyên mắc các sai lầm ngớ ngẩn. Câu chuyện này xảy ra khi Bùi Tấn Trường mắc sai lầm ở trận đấu của Bình Dương ở AFC 2019. Chính xác, câu lạc bộ Bình Dương treo dò Tấn Trường hết lượt đi vì mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu với Cedet Negrot, Philippines. Số phận của thủ môn Bùi Tấn Trường ở Bình Dương khép lại sau mùa bóng 2019. Thủ môn tuyển Việt Nam không được đội bóng đất thủ giữ lại. Qua đó, anh ngồi chơi xe nước khi không có đội bóng nào chiêu mộ thi đấu ở V-League 2020. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam không có nhiều thủ môn giỏi, Hà Nội FC rơi vào cảnh toan thủ môn ở khung gỗ khi Phí Minh Long bất ngờ chấn thương. Đội bóng thủ đô cũng không gia hạn hợp đồng với Bùi Tiến Dũng chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ còn một thủ môn có chuyên môn tốt là Văn Công. Hà Nội FC có giải pháp bằng cách đưa Tấn Trường về để lót ổ nếu thủ thành số 1 gặp chấn thương. Tấn Trường đang thất nghiệp nên nhận lời mời của Hà Nội FC để thi đấu ở V-League 2020. Một câu chuyện vá víu về lực lượng của đội bóng thủ đô bỗng trở thành cơ hội cho Tấn Trường trở lại với bóng đá. Đến người hùng nhờ thầy bắt. Nếu như chuyện trở lại với bóng đá của Tấn Trường đã kỳ lạ, thì anh lên tuyển Việt Nam, sau đó bắt chính ở vòng loại World Cup 2022 giống như sự sắp đặt của số phận. Tin rằng ngày Tấn Trường lên tuyển Việt Nam thì rất ít người hâm mộ đặt niềm tin vào một suất bắt chính cho anh. Vì Tấn Trường được ông Bắc gọi lên tuyển đã là câu chuyện gây bất ngờ lớn, nhưng bóng đá có nhiều điều thú vị đôi khi đến khó tin. Thực sự, Tấn Trường lên tuyển Việt Nam thì cơ hội ra sân là rất nhỏ. Bởi huấn luyện viên Bắc Hang-seo có thủ môn Đặng Văn Lâm, điều bất ngờ đã xảy ra khi Lâm Tây không thể sang UAE cùng tuyển Việt Nam. Điều này tạo cơ hội cho Tấn Trường được thi đấu. Cụ thể, ông Bắc mang sang UAE gồm 3 thủ môn là Tấn Trường, Văn Toản và Văn Hoàng. Riêng Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 nhưng không thể hội quân cùng tuyển Việt Nam. 2/3 thủ môn của tuyển Việt Nam Văn Toản và Văn Hoàng đều chưa có kinh nghiệm thi đấu ở những sân chơi lớn, gần như là số 0 khi bắt ở tuyển Việt Nam. Do vậy, Bùi Tấn Trường từng mắc nhiều sai lầm, nhưng anh là thủ môn lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất, Tấn Trường đã được chọn bắt chính tại vòng loại World Cup 2022. Sự lựa chọn của huấn luyện viên Bắc Hang-seo đã chính xác khi Tấn Trường chơi cực hay trước Malaysia. Tấn Trường có ít nhất 2 pha cứu thua xuất sắc cho tuyển Việt Nam, qua đó góp phần giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia. Sự hồi sinh kỳ lạ của Bùi Tấn Trường cần phải nhắc đến tài dùng người của huấn luyện viên Bắc Hang-seo, vì ông Bắc đã trao cơ hội cho Tấn Trường được lên tuyển Việt Nam và chọn anh bắt chính ở vòng loại World Cup 2022. Từ những cơ hội có được nhờ may mắn, Tấn Trường đã cho thấy những sai lầm đã là quá khứ. Trường cũng từng nói rằng anh có điểm giống với Bùi Tiến Dũng là bị chỉ trích quá nhiều, nhưng mỗi người lại có những cách ứng xử khác nhau. Đó cũng là cách anh khiến cho video của AFC nhắc lại quá khứ buồn của anh trở thành việt vị. Phía trước là trận đấu với UAE, một thách thức lớn với đội tuyển Việt Nam và cũng là cơ hội để hành trình hồi sinh của Tấn Trường thêm trọn vẹn. Và từ đồ bỏ đến sự trở lại chơi bóng ở V-League, sau đó lên tuyển Việt Nam và may mắn có suất bắt chính để làm người hùng, câu chuyện của thủ môn Tấn Trường thuộc diện độc lạ nhất trong lịch sử bóng đá.